Và trong video này thì em có gửi đến tất cả các anh em 10 chiếc đồng hồ vintage rất là giá trị anh em nhé. Và chiếc đồng hồ đầu tiên mà em xin gửi đến tất cả các anh em, một chiếc đồng hồ cực kỳ giá trị anh em ạ, mang thương hiệu Fenty, chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ anh em nhé, với một cái sợi dây nghiền khối bọc vàng nguyên con. Và đây đích thực là một chiếc đồng hồ rất là đáng được sưu tầm anh em ạ. Anh em cùng nhìn cái dial lên mặt caption của nó, nhìn nó rất là sang trọng. Và bản đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em nhé, được sản xuất vào những năm 1960 và các học số được sơn la mã rất là cổ điển, nó cùng một cái tông màu với bộ hai kim hoàng gia. Anh em nhìn thấy cái sợi dây của nó bọc vàng còn đẹp không anh em? Sợi dây này có dòng chữ Streetmate rất là sang trọng. Anh em nhìn cái dây của nó đẹp không? Đấy, được làm từ thép anh em nhé, nguyên zin, và nước vàng bọc còn rất là đẹp. Đấy, bản đồng hồ Verity này cá nhân em đánh giá nó là một cái dáng thiết kế vô cùng là tinh tế, sang trọng, và tí nữa em lên tay thì tất cả các anh em cùng xem. Bản đồng hồ dáng vuông, size 32.5 mm, mỏng nó chỉ có 6,5 mm thôi anh em ạ, rất là mỏng anh em nhé. Em lên tay này thì tất cả các anh em cùng xem này, cái dáng của nó khi mà mặc quần âu và sơ mi diện vest thì chiếc đồng hồ này phải nói là một trong những cái tác phẩm nghệ thuật, chứ không, nó không còn gọi là một chiếc đồng hồ nữa anh em ạ, rất là đẹp anh em nhé. Và bản đồng hồ Verity mã số 1 bên em đang giao lưu là 4.500.000 đồng anh em nhé, rất là hợp lý đấy anh em ạ. Và bản đồng hồ số 2 trong video ngày hôm nay mà em muốn gửi đến tất cả các anh em, đó chính là một chiếc đồng hồ hình đồng xu nữ thần tự do Liberty và thương hiệu Seineck rất là nổi tiếng anh em nhé. Với một cái thiết kế dáng tròn cổ điển, khung vỏ được bọc vàng nguyên con, và đây đích thực là một chiếc đồng hồ rất là đáng được sưu tầm, chạy hoạt động rất là mượt mà chuẩn xác anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này thì được sản xuất vào những năm 1960. Em đi code để tất cả các anh em xem. Chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em nhé. Anh em thấy nhìn cái dial lên mặt vàng mỡ gà và một cái hình mặt bà nữ thần tự do Liberty này thì nó ốp lên, nó như kiểu là một cái vàng nguyên khối ốp lên trên đai của lên mặt anh em ạ, rất là đẹp. Sợi dây được em kết hợp là một sợi dây da bò, size dây là 16 14 anh em nhé, rất là sang trọng. Và bản đồng hồ này đeo thì may mắn quanh năm anh em ạ, size mặt 33.5 mm, mỏng 9,5 mm anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem nhé, anh em thấy không? Em đang mặc một chiếc sơ mi dài tay, anh em thấy nên nó có đẹp lộng lẫy không anh em? Bản đồng hồ này rất là giá trị đấy anh em ạ, sưu tầm rất là cao. Và chiếc đồng hồ đồng xu này thì bên em đang giao lưu mã số 2 là 6.800.000 đồng anh em nhé. Và một chiếc đồng hồ rất là đẹp nữa trong video ngày hôm nay, một chiếc đồng hồ em rất là yêu thích đến từ thương hiệu Uno. Chắc chắn là cái thương hiệu này thì anh em cũng rất là ít biết đến, bởi vì là ở thị trường Việt Nam mình nó gần như là không có anh em ạ. Anh em thấy không? Nó đẹp lắm anh em ạ. Gần như là một chiếc đồng hồ hàng nốt, cái dial này mà nguyên zin này, mà nó không có một cái nét thời gian nào anh em ạ. Bộ ba kim nhìn nó còn rất là đẹp, cái trụ kim anh em nhìn thấy không? Nó không có một cái nét thời gian nào. Dial nền mặt thì nó làm kiểu trải tia và sáng rất là tốt. Nước vàng bọc này, anh em thấy không? Rất là đẹp, không có xước xát gì cả. Đấy, được làm từ thép của nguyên mũi tây này. Đấy, có chuyện những cái thông số kỹ thuật của bản đồng hồ này. Và bản đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em nhé. Em nên cót. Với tầm giá phải chăng một chút thì đây là một cái sự lựa chọn hoàn hảo anh em ạ. Bởi vì là với cái tầm tiền tầm hơn 4 triệu thì anh em không tìm ra được một chiếc đồng hồ nào mà xứng đáng hơn chiếc đồng hồ Uno này. Và bản đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 34 mm anh em ạ, mỏng chỉ có 8,5 mm thôi. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Mang phong cách cực kỳ là thanh lịch và cổ điển anh em nhé. Bản đồng hồ Uno này anh em thấy không, lên tay nó sang sáng và rất là tinh tế, đẹp lắm anh em ạ, mỏng. Và bản Uno này thì mã số 3 bên em đang giao lưu là 4.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ mã số 4 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ phải nói là rất là độc đáo. Đây là một chiếc đồng hồ đến từ đất nước Nga, chính hãng anh em nhé. Và đây là một chiếc đồng hồ độc nhất tại thị trường Việt Nam. Nền mặt bản đồ chiến tranh thế giới, khung vỏ bọc vàng AU20 anh em này,
bọc vàng cực kỳ dày và nước vàng vô cùng đẹp. Đáy được làm từ thép nguyên zin. Sợi dây được em kết hợp là một sợi dây da bò, size dây 19 anh em nhé. Anh em cùng nhìn, chiêm ngưỡng cái đáy còn rất là mới. Và cá nhân em rất là ưa thích bản đồng hồ này bởi vì nó độc lạ anh em ạ. Size mặt là size 35mm, mỏng nó chỉ 11mm anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Bọc vàng AU20 nhìn vàng rất là đẹp và sang anh em ạ. Đó. Mỏng lắm. Đấy nên là anh em nào mà yêu thích những chiếc đồng hồ độc đáo và nguyên zin nguyên bản thì đây là một sự lựa chọn. Và bản đồng hồ Nga mã số 4 bên em đang giao lưu là 4.500.000 đồng anh em nhé. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ thứ 5. Một chiếc đồng hồ phải nói là rất là hiếm có và rất là đẹp anh em nhé. Một bản đồng hồ Hamilton chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ với một cái đai ở nền mặt trắng lốc xoáy đang lên mụn là thời gian nhìn cực kỳ đẹp anh em ạ. Nó như kiểu là một cái hành tinh ngoài thì trái đất ấy. Anh em nhìn thấy mụn nó lên rất là đều đẹp và nhìn nó cực kỳ là cuốn hút. Đấy, anh em nhìn thấy không? Rất là long lanh. Khung vỏ bọc vàng và đáy được làm từ thép anh em ạ, còn nguyên bụi tây. Tất cả những hàng của bên em đều là hàng chính hãng và nguyên zin, không có làm lại bất cứ cái gì cả anh em nhé. Anh em cùng nghe tiếng cót lên rất là êm. Đó. Và anh em chỉ cần lên cót và anh em rút đúng là chỉnh giờ thôi. Bản đồng hồ Hamilton này cá nhân em đánh giá nó cũng là một chiếc đồng hồ rất là đáng được sưu tầm anh em ạ. Và một cái sợi dây da bò đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng. Size mặt của chiếc đồng hồ này là size 34mm, mỏng chỉ có 8,5mm thôi. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng ngắm cái bản đồng hồ Hamilton siêu mỏng này anh em nha. Anh em thấy không? Đẹp cực kỳ luôn. Với một cái đai ở nền mặt nhìn nó rất là cuốn hút anh em nhé. Thương hiệu Hamilton cũng là một thương hiệu rất là mạnh của Thụy Sĩ. Và bản đồng hồ mã số 5 bên em đang giao lưu là 3.900.000 đồng anh em nhé. Rất là phù hợp để tất cả các anh em chơi và giao lưu. Và bản đồng hồ tiếp theo trong video ngày hôm nay, mã số 6 đến từ một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ, thương hiệu Watt Time anh em nhé. Bản Watt Time Deluxe là một trong những cái dòng cao cấp của cái thương hiệu Watt Time này. Và anh em cũng không xa lạ gì với những cái thương hiệu Watt Time này. Và bản đồng hồ này cũng còn rất là đẹp anh em nhé. Anh em nhìn thấy đai ở nền mặt của nó này, 60 tuổi rồi mà nó còn nguyên zin mà còn đẹp như này anh em nhé. Bản đồng hồ này với một cái mức giá vô cùng hợp lý, em nghĩ là anh em hãy nhanh tay sở hữu bản đồng hồ này anh em ạ. Hãy đúng zin có logo này, đáy được làm từ thép nguyên zin và tình trạng hoạt động mượt mà anh em nhé. Cót anh em nghe rất là êm. Anh em thấy không? Chỉ cần lên con phát là nó chạy bon bon rất là đẹp. Và bản đồng hồ này được em kết hợp với một sợi dây da bò màu xanh la vi, sang trọng và đầy tinh tế anh em ạ. Size mặt là size 35mm anh em nhé, rất là lớn. Và chiếc đồng hồ này thì có độ mỏng là 9,5mm. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em thấy không? Nhìn tay cực kỳ sang, rất là nhìn nó rất là cổ điển, đơn giản mà đầy tinh tế. Đẹp không anh em? Và bản Watt Time Deluxe này bên em chỉ giao lưu có 3.900.000 đồng thôi anh em nhé. Nó quá là hợp lý để tất cả các anh em chơi anh em ạ. Nó zin nguyên bản, size to, bỏ đẹp và rất là hợp lý cho anh em cái tầm tài chính vừa phải một chút anh em ạ. Bản đồng hồ mã số 7 trong video ngày hôm nay đến từ một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng, thương hiệu Regency anh em nhé. Thương hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới. Đây là mặt trắng nguyên zin, không vỏ bọc vàng, đấy được làm từ thép, tất cả đều nguyên bản hết, chưa có làm lại động chạm bất cứ cái gì cả anh em nhé. Đấy, bản đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ cót lên dây, em chỉ cần đến cót một phát là nó chạy bon bon rất là đẹp. Đấy. Và bản đồng hồ này được em kết hợp với một sợi dây da bò đen, nhìn nó tôn lên cái đai ở mặt trắng anh em ạ. Size mặt size 34mm, mỏng 9mm. Và bản đồng hồ này em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Regency 17 Jewel, rất là đẹp sang. Và bản đồng hồ mã số 7 bên em đang giao lưu là 4.500.000 đồng anh em nhé.
Và tiếp tục mã số 8 trong video ngày hôm nay, cá nhân em rất là ưa thích bản đồng hồ này. Một chiếc đồng hồ rất là độc đáo, đẹp, sang trọng. Và anh em nào yêu thích sự độc đáo, phá cách một chút thì đây là sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Một phiên bản đồng hồ Bulova anh em ạ. Các cọc số cũng như là cái đeo lên mặt của nó rất là đẹp. Đây là một trong những cái phiên bản mà nó mất rất là nhiều thời gian để nó thiết kế cũng như là ra được, sáng tạo ra được một cái phiên bản đồng hồ Bulova long lanh như này anh em nhé. Và bản đồng hồ này là một cái phiên bản đồng hồ kỷ niệm anh em ạ. Hãy khung vỏ bọc cũng rất là đẹp. Đấy, được khắc những cái thông số kỷ niệm cũng như là cái thông tin của cái bản đồng hồ Bulova này. Và Việt Nam duy nhất một mẫu anh em nhé. Không có chiếc thứ hai đâu anh em ạ. Nên anh em hãy nhanh tay để sở hữu bản đồng hồ giá trị này. Đấy, đẹp sang. Và chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy tự động anh em nhé. Có hỗ trợ có tay. Bản đồng hồ được em kết hợp với một sợi dây carbon màu xám rất là cổ điển. Size mặt là size 34mm, mỏng 9mm anh em ạ. Anh em thấy không? Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem này. Nó đẹp lắm anh em ạ. Vô cùng là nam tính và sang trọng anh em ạ. Diện Tết thì vô cùng là đẹp. Và bản đồng hồ mã số 9 bên em đang giao lưu, số 8 bên em đang giao lưu là 4.500.000 đồng thôi anh em nhé. Giá vô cùng hợp lý anh em ạ. Và chiếc đồng hồ số 9 trong video ngày hôm nay, một phiên bản đồng hồ cá nhân em rất là ưa thích, bản Budox chính hãng Thụy Sĩ, và nó chạy kiểu kim đĩa dòng digital rất là sang trọng, chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em nhé. Nhìn như một chiếc đồng hồ điện tử nhưng nó là một chiếc đồng hồ cơ con lên dây. Anh em thấy đeo nền mặt xanh, nó được em kết hợp với một cái sợi dây cũng tương tự với cái đeo nền mặt, nhìn nó rất là sang trọng, không vỏ bọc vàng. Tí nữa em lên tay để tất cả các anh em cùng xem, nó cũng vô cùng là tinh tế. Stream made anh em ạ. Và chiếc đồng hồ được em kết hợp với một sợi dây da bò, khung vỏ làm từ thép không gì anh em nhé. Size mặt ngang là 31mm, size tròn nó khoảng 34 anh em nhé. Đây em lên tay để tất cả các anh em cùng xem này. Đấy, nó thanh lịch không anh em, nó đẹp cực kỳ luôn anh em ạ. Và chắc chắn là trong bộ sưu tập của tất cả các anh em chưa có, bởi vì là cái dòng này ở Việt Nam rất là ít mà bên nước ngoài cũng kiếm rất là khó anh em nhé. Và bản đồng hồ Budox này bên em đang giao lưu là 6.800.000 đồng, mã số 9 anh em nhé. Và một cái bản đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay mà em muốn gửi đến tất cả các anh em, một bản đồng hồ thương hiệu tình yêu, một chiếc đồng hồ em rất là yêu thích đến từ một cái thương hiệu Edex Bodell nổi tiếng anh em nhé. Anh em thấy không, chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay. Anh em thấy nhá, em mô tả những cái nét đẹp cụ thể của bản đồng hồ này. Anh em nhìn thấy nó trên cái đeo này mặt trắng ấy, nó trải tia bắt sáng từ góc 6 giờ. Nó trải tia hắt ánh sáng lên anh em nhé. Nhìn nó rất là long lanh. Và có một vị trí lịch lọc 6 giờ. Người ta gọi là lịch lọc ấy, may mắn, đeo may mắn quanh năm. Nước vàng bọc cũng rất là đẹp. Đấy, nguyên zin anh em nhé. Núm zin này, núm có logo chính hãng thương hiệu Edex Bodell. Cái núm của nó làm rất là thủ công và rất là tinh xảo anh em ạ. Nó khó lắm, giữ được cái núm nguyên zin này rất là khó anh em nhé. Và tại sao nó là một cái thương hiệu tình yêu, em sẽ cho tất cả các anh em xem. Thương hiệu này em rất là yêu thích. Đó, anh em thấy cái đáy này. Đây là một cặp tình nhân và ở giữa là một cái chiếc đồng hồ biểu tượng nổi tiếng của cái thương hiệu Edex Bodell này. Và anh em có thể search trên mạng anh em nhé. Chiếc đồng hồ này cực kỳ giá trị mà mang những cái tầm sưu tầm cao. Anh em nào có kiến thức thì anh em mới biết cái giá trị sưu tầm của nó anh em nhé. Và anh em nhìn này, cái cọc số nó bè ngang, nhìn nó đã tạo được cái điểm nhấn. Và đây là một cái kiệt tác của thời gian. Em nói một cái từ rất là mỹ miều, bởi vì là nó hội tụ rất là nhiều nét đẹp anh em nhé. Dây cũng là nguyên bản, là dây tây từ bên ngoài về. Size mặt của bản đồng hồ này là size 34mm, mỏng. Trừ cái dây này đi nó khoảng 12mm anh em nhé. Và em đeo lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Bản đồng hồ Edex Bodell nhìn rất là đẹp. Phải nói là ở Việt Nam mình không có chiếc thứ hai đâu anh em ạ. Em dám khẳng định luôn.
bởi vì là nó sang trọng và nó cũng khó kiếm được, nên là anh em hãy nhanh tay sưu tầm. Và bản đồng hồ Edepodel mã số 10 bên em giao lưu là 5.500.000 đồng, rất là hợp lý anh em nhé, cho một phiên bản đồng hồ độc đáo này. Anh em yêu thích thì anh em hãy nhanh tay để chốt được chiếc đồng hồ giá trị này anh em nhé. Và vừa rồi em có gửi đến tất cả các anh em một video gồm có 10 chiếc đồng hồ, 10 nét đẹp, giá trị vintage rất là cao. Và anh em nào mà yêu thích những chiếc đồng hồ này, anh em hãy nhanh tay gọi điện cũng như kết bạn Zalo để nhanh nhất chốt được những bản đồng hồ về để chơi Tết anh em nhé. Thời gian Tết cận rồi, anh em hãy nhanh tay để sở hữu những món quà dành tặng cho bản thân mình trong dịp Tết này anh em nhé. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã xem và theo dõi video này. Em xin kết thúc video tại đây.